Suy niệm lễ Chúa Giáng sinh. Bài của Linh Mục Joseph tại Duy Tuyền. Chúa Giáng sinh giữa những người khổ đau. Đôi khi nghe bài hát Điệu Lý Qua Cầu, tôi vẫn tự hỏi liệu có ai dám bỏ phố thị về quê chung sống theo người tình trăm năm hay không? Liệu dòng sông thơ mộng với cù lao xanh có mang lại hạnh phúc khi phải sống thiếu thốn dưới mái tranh nghèo và chiếc xuồng ba lá làm phương tiện sinh sống mà bài hát đã diễn tả thật rộng ràng, hấp dẫn hay không? Bằng lòng đi em, về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh, hoa trái đơm hương, thuyền ai qua sông, dòng hò mênh mông. Bằng lòng đi em, anh đón qua cầu, mùa mưa cầu tre dẫu khó đưa dâu. Bằng lòng theo anh dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Ôi đóa hoa tím trôi líu riu, dòng sông nước chảy líu riu, anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu nên anh thương, Ôi, những đêm ngắm sông nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca Điệu Lý Qua Cầu. Ôi, đóa hoa, anh thương, Ôi, những đêm ngắm sông nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca Điệu Lý Qua Cầu. Hình như tình yêu của đôi uyên ương này có gì khang khác với các đôi trai gái thời nay. Bởi vì khi yêu ai thì người ta muốn được giàu sang và có mọi phương tiện hiện đại. Nhưng với anh này thì anh chỉ có mái tranh nghèo với tình yêu bằng cả tấm lòng. Và người yêu của anh chỉ nhỏ xíu bên cạnh cái dòng sông nước chảy riu riu thôi. Cái nhìn của anh, quan niệm của anh rất khác so với nhiều người. Nhưng quan niệm tình yêu ấy lại rất đúng với cái nhìn, quan niệm của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa yêu con người và tìm đến với con người nơi những mảnh đời khổ đau, Ngài đã bỏ tất cả để đến cư ngụ giữa những người mình yêu, dầu chỉ là dưới mái tranh nghèo nơi cánh đồng hoang Bethlehem, và lớn lên sinh sống bên mái tranh nghèo miền thôn giả Nazareth. Đêm nay chúng ta cùng với muôn ngàn thiên thần hát lên thật to rằng: đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi khó nghèo. Đây là niềm vui và hạnh phúc cho những người thành tâm thiện chí xây dựng hòa bình, và đặc biệt là những gia đình đang khổ đau. Vì từ nay con Thiên Chúa đã ở cùng chúng ta, từ nay Ngài đi vào cuộc đời để hiểu và đồng cảm những khó khăn của chúng ta. Đây là cái nhìn của Thiên Chúa khác với loài người chúng ta. Vì chính Ngài cũng từng nói: tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của ta cũng không phải là đường lối của các ngươi. Isaiah chương 55 câu 8. Đúng vậy, có bao giờ chúng ta ngạc nhiên và sửng sốt bởi các hành động của Chúa không? Nhưng Thiên Chúa là vậy. Ngài giáng trần không phải vì tìm kiếm sự giàu sang phú quý, Ngài càng không tìm đến những chốn phố thị nguy nga tráng lệ. Ngài đã đến để cư ngụ giữa những người khổ đau, đang thất vọng vì cuộc sống có quá nhiều vất vả lầm than. Điều quan yếu là Ngài đã tự nguyện đến và lưu lại nơi những người Ngài thương yêu đang còn đói nghèo, bất hạnh và khổ đau. Ngài mong tình yêu của Ngài sẽ bồi đắp lại cho những bất hạnh của họ bằng chính tình yêu phục vụ của Ngài. Năm nay, với đường hướng đồng hành với gia đình khó khăn, giáo hội muốn nhắn nhủ các gia đình đang gặp những khó khăn: hãy vui lên vì Chúa đang ở giữa anh chị em. Hãy tin tưởng và hân hoan vì Chúa sẽ lau khô những giọt nước mắt khổ đau cho anh chị em. Hãy tin tưởng vào tình thương của Ngài. Ngài sẽ đến và lưu lại nơi những mái tranh nghèo,
nơi những con người lầm than bởi bệnh tật, bởi vất vả, bôn ba, với miếng cơm manh áo. Ngài sẽ đồng hành với anh chị em di dân đang lên đền nơi đất khách quê người. Ước mong lời loan báo tin vui Chúa đã giáng sinh cho chúng ta được loan đi, khởi đầu dành cho những mái tranh nghèo của các mục đồng hôm nay, lại tiếp tục được loan báo đến cho những ai đang gặp bất hạnh hôm nay. Hãy vui lên vì Chúa đã giáng sinh cho chúng ta. Hãy vui lên vì Ngài là Hoàng tử bình an, là ông vua thái bình, sẽ mang lại niềm vui hạnh phúc cho chúng ta. Cầu chúc cho mọi người một đêm Giáng sinh an lành. Xin Chúa hài lòng gửi đến từng mái nhà đơn sơ của chúng ta để chúc phúc và ban bình an cho những ai thành tâm đón nhận Ngài. Amen. Bài của Linh Mục Joseph tại Di Truyền.